Trà My mắng Miu bán đất ế, thích đóng vai nạn nhân khi bị Phan Thành bỏ, vì khác một tấm chồng. Miu xưa nay đã nổi danh là đại gia bất động sản của Vbiz. Vào ngày 29 tháng 10 vừa qua, nữ diễn viên còn gây choáng khi tiết lộ trong một ngày vui vui bán liền 21 lô đất. Màn khoe độ giàu có trá hình của Miu khiến dân tình phải suýt xoa trầm trồ. Tuy nhiên, giữa rất nhiều lời ca tụng ngưỡng mộ, mới đây một nữ diễn viên Vbiz bất ngờ lấy câu chuyện bán đất của Miu để mỉa mai cô nàng bằng những lời lẽ nặng nề. Thậm chí nữ diễn viên này còn lôi lại chuyện cũ của Miu với thiếu gia Phan Thành để cả khịa không thương tiếc. Và nữ diễn viên này một lần nữa gọi tên Trà My, nữ diễn viên thủ vai nữ chính trong phim Thương Nhớ Ở Ai. Theo đó, trên trang cá nhân, Trà My chia sẻ thông tin Miu mua đất và bàn luận như sau: "Nếu cuộc sống và tính cách của mình mà nhạt như bạn này, chắc mình tự tử lâu rồi ý, khoe ít thôi. Gồng với ai hả cưng, lêu lêu gái ế, bạn trai đi lấy vợ đẻ con rồi có buồn không? Bán đất mà ế cũng làm gì cho đời." Phát ngôn của Trà My lập tức thu hút đông đảo sự chú ý. Được đà công kích, đến sáng nay 31 tháng 10, Trà My tiếp tục đăng đàn khịa Miu căng đét trên mạng xã hội. Chẳng rõ trước đó cả hai có hiềm khích gì với nhau hay không, nhưng Trà My liên tiếp đăng đàn viết những điều không hay về Miu. Trên trang cá nhân, Trà My dùng những lời lẽ khá nặng, chê bai Miu là người thích khoe khoang, tính cách không ra gì nên bạn trai mới cặp kè người khác. Nữ diễn viên viết, mình thấy bạn này nhạt như nước miếng thì mình chê, lại còn khoe khoang kiểu gồng mình để được thiên hạ khen tài giỏi. Mình thấy vậy là hơi lố bịch, có gì đâu mà cứ loạn lên. Giờ bạn ấy khác một tấm chồng nên cứ phải tỏ ra này kia, nhưng ở đời không phải cứ tỏ ra như vậy là sẽ có chồng hoặc có người yêu, hoặc là tư tưởng cần chồng khiến giá trị của bạn ấy thấp đi trong mắt mình. Cũng không phải tỏ ra như vậy là người cũ của bạn sẽ tiếc bạn đâu, vì bạn chả có cái vị gì cả, quan điểm riêng của mình, tính cách thích đóng vai nạn nhân nên bạn trai cũ bạn ấy bỏ theo gái thôi. Hành động của Trà My khiến các fan của Miu vô cùng bức xúc, tuy nhiên phía Miu đến hiện tại chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến sự việc. Là một người của công chúng và phần nào cũng có tên tuổi trong showbiz Việt, thế nhưng Phan Thị Trà My thường xuyên có những câu nói phát ngôn khó hiểu trên mạng xã hội khiến dân tình nổ ra tranh cãi dữ dội. Tháng 11 năm 2019, nữ chính Thương Nhớ Ở Ai dùng những từ ngữ có phần gay gắt để nhận xét về fan K-pop. Cô cập nhật hình ảnh hàng ngàn fan tham gia lễ trao giải Asia Artist Award 2019, AAA 2019, cùng những lời lẽ nặng nề dành cho người hâm mộ nhạc Hàn và các nghệ sĩ xứ Kim Chi. Trong lúc đất nước đang gồng mình chống dịch, thay vì nói ra những điều lạc quan, thì vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, Trà My lại cho rằng nghĩ lại nên cảm ơn Covid, khiến cư dân mạng ném đá dữ dội. Chưa hết xoay quanh việc các nghệ sĩ Việt nổi tiếng ra sức kêu gọi ủng hộ bà con trong mùa dịch, nữ diễn viên khẳng định đây chỉ là chiêu trò PR đánh bóng tên tuổi của họ chứ có cái gì đâu mà phải tung hô hay thần thánh hóa lên. Trước khi gây hấn với fan K-pop, cô từng bị bạn diễn Ngọc Anh tố có hành vi tát và chửi mình ngay trên phim trường Thương Nhớ Ở Ai. Thậm chí Ngọc Anh còn tiết lộ Trà My không hợp tác với ai trong đoạn làm phim, bị mắc bệnh ngôi sao và ăn nói thì luôn trống không. Đầu tháng 8 năm 2021, giữa lúc lùm xùm rắc có con riêng với hot girl Thiên An nổ ra trên mạng xã hội, dù nam ca sĩ đã thừa nhận và lên tiếng xin lỗi, nhưng Trà My lại tiếp tục gây tranh cãi khi cho rằng Thiên An là kẻ hám phem, chứ lỗi không thuộc về rắc. Thậm chí Trà My nghi ngờ Thiên An đeo bám và lừa có con với rắc nhằm mục đích úp sọt. Bên cạnh đó, Trà My liên tiếp nhận gạch đá từ công chúng khi gọi Đàm Vĩnh Hưng là trọc phú hay thẳng thắn chê bai nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trên mạng xã hội. Thậm chí cô còn cho rằng việc quyên góp của các nghệ sĩ trong mùa dịch bệnh và thể hiện sự thương xót cho một nghệ sĩ quá cố là chiêu trò đánh bóng tên tuổi không đáng để tung hô. Đặc biệt khi nữ kiện tướng Dancebot Việt Nam Khánh Thi bỗng nhiên livestream khóc lóc giữa đêm 29 tháng 8, nghi vấn rạn nứt với chồng trẻ kém 12 tuổi Phan Hiển, Trà My lại dùng rất nhiều từ ngữ phản cảm, xúc phạm nặng nề cho rằng Phan Hiển bị bẫy tình. Nữ diễn viên Thương Nhớ Ở Ai mắng Khánh Thi là yêu tinh già không biết an phận. Thậm chí Trà My không ngần ngại mang hai con của họ vào câu chuyện và khuyên đàn chị hãy nhanh chóng thả tự do cho chồng trẻ, giải thoát cho cả gia đình. Phát ngôn của Trà My đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ cư dân mạng. Họ cho rằng cô quá phũ phàng, ăn nói vớ vẩn, đu bám scandal, cùng là phụ nữ với nhau thay vì động viên an ủi lại cố tình chà đạp. Sau nhiều lần tạo nên drama trên mạng và nhận lại phẫn nộ như vậy, Phan Thị Trà My giờ được công chúng nhắc đến với biệt danh là kẻ gây rối.